Đồ gỗ Linh Hương xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 18 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì hiện tại chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc một đơn hàng của gia đình chú Khoa ở tỉnh Hưng Yên. Thì video clip này tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương, chuyên sản xuất các loại mặt hàng liên quan đến đồ gỗ đồ thờ. Thì trong video clip lần này thì chúng tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24, chất liệu hoàn toàn bằng gỗ gỗ đỏ nhá. Thì hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 18 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì đây là một đơn hàng của gia đình chú Khoa ở tỉnh Hưng Yên. Thì hôm nay là chúng tôi cũng đã kịp hoàn thiện xong phần mộc. Thì chúng tôi quay video clip này trân trọng gửi đến chú cũng như báo giá công khai đến quý vị và các bạn chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24, chất liệu hoàn toàn bằng gỗ gỗ đỏ do cơ sở Linh Hương chúng tôi sản xuất. Thì theo yêu cầu của chú thì chúng tôi làm cho chú chiếc dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn mặt dày 5 phân, ván mặt là dày 2 phân đậu, chân là vuông 24 liền khối. Thì chất liệu hoàn toàn là bằng gỗ gỗ đỏ của Nam Phi nhá. Thì như quý vị đang thấy trước mặt đây, đây là chiếc dạ tiền của chúng tôi. Chiếc dạ tiền dày 5 phân, chắp nổi kênh bong lên để đục cho chú là 12 phân. Hoàn toàn là chúng tôi làm thủ công bằng tay nhá. Thì chất liệu là bằng gỗ gỗ đỏ. Thì đây đang là buổi chiều tối của ngày 18 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì đây là một đơn hàng của gia đình chú Khoa ở tỉnh Hưng Yên. Hôm nay là chúng tôi cũng đã xong phần mộc, thì chúng tôi quay video clip này trân trọng gửi đến chú đây. Và trong video này thì chúng tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn chiếc sập thờ gỗ đỏ chân vuông 24, chất liệu bằng gỗ gỗ đỏ này. Với chiếc sập này là làm hàng Mai Điểu nhá. Thì đây là đường nét chi tiết của chiếc dạ tiền của chúng tôi. Thì hoàn toàn là chúng tôi làm thủ công bằng tay nhá. Chắp nổi kênh bong lên để đục cho chú là 12 phân. Rất là đẹp nhá. Dạ tiền, dạ ngang dày 5 phân. Đây là phần hông của chúng tôi đây. Phần hông là chiếc dạ ngang của chúng tôi cũng làm cho chú là dày 5 phân nhá. Thì hoàn toàn là thủ công bằng tay đây. Giữa này là chúng tôi làm cho chú bông hoa hồng này. Rất là đẹp. Chất liệu là bằng gỗ gỗ đỏ. Khuôn mặt dày 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu. Khuôn mặt rất là dày nhá. Ván mặt là dày 2 phân đậu này. Chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Hàng rất là dày dặn cho chắc chắn. Thì hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 18 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì chúng tôi cũng đã xong phần mộc. Thì quý vị thấy bên trong nhá. Hàng rất là đẹp. Thì hàng chúng tôi nong cho chú cổ rất là chắc chắn này, chú vị thấy đây. Tôi đây. Hàng làm rất là chắc chắn, hoàn toàn là bằng gỗ gõ nhá. Tất cả thang xà đây chúng tôi cũng làm hoàn toàn bằng gỗ này. Chân vuông 24 liền khối đây. Rất là đẹp, không có một tí rác chứ, không có một tí vết tích gì luôn. Và chú đặt thêm chúng tôi là hai lọ hoa sen đây. Chất liệu là bằng gỗ mita nhá. Đôi lọ hoa sen rất là đẹp. Đây là chất liệu bằng gỗ mita này, hoàn toàn là chúng tôi cũng làm thủ công bằng tay. Cánh hoa sen này rất là đẹp nhá. Thì cũng không phải để quý vị phải chờ đợi lâu. Thì tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24, chất liệu bằng gỗ gõ đỏ. Thì đây là một đơn hàng của gia đình chú Khoa ở tỉnh Hưng Yên. Thì hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 18 tháng 9 nhá. Thì với chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24 này, dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn mặt dày 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu. Thì cơ sở Linh Hương chúng tôi đang bán với giá hoàn thiện là 30 triệu đồng. Full BU lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Và đôi lọ hoa sen kia thì chúng tôi đang bán cho chú với giá là 3 triệu đồng. Hoàn thiện nhá. Thì cơ sở chúng tôi miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì trong mùa dịch Covid này thì cơ sở Linh Hương sẽ hỗ trợ đến 60% cước phí vận chuyển. Còn 40% cước phí vận chuyển còn lại thì quý khách hàng sẽ phải chi trả. Thì tôi cũng xin nhắc lại là với chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24, chất liệu hoàn toàn là bằng gỗ gõ đỏ nhá. Dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn mặt dày 5 phân và ván mặt là dày 2 phân đậu. Thì cơ sở Linh Hương đang bán với giá hoàn thiện là 30 triệu đồng, full BU và lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Đôi lọ hoa sen, chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ mita. Hoàn thiện như thế kia thì cơ sở Linh Hương đang bán với giá là 3 triệu đồng. Thì đi kèm với nó là cơ sở Linh Hương sẽ tặng một chiếc tam cấp và một bộ đũa thờ thay cho lời cảm ơn
vì quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng cơ sở Linh Hương chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thì mọi thông tin liên hệ quý khách hàng hãy liên hệ với Linh Hương chúng tôi theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214, cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi nằm tại làng nghề Mộc La Xuyên Va, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được xem những mẫu mã mới nhất mà cơ sở chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt tới đây. Và tôi cũng xin dừng video clip này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.